Đại ca, bây giờ chúng ta sẽ thi xem ai sẽ là người câu được cá trước. Thì hôm nay sẽ được ăn nhiều hơn nhé. Ồ, tưởng gì anh là sát thủ chuyên gia câu cá đây. Thi với anh á, em chỉ có nhịn đói thôi. Đừng có mà coi thường em nhỏ nhưng mà có võ đấy. Wow, cá cắn câu rồi này đại ca ơi. Đúng rồi đấy, chắc là con cá to lắm đây. Ha ha ha, em nói mà, đừng có coi thường khả năng sát thủ của em. Được, coi như hôm nay anh không gặp may mắn, phần thắng đã thuộc về em. Đúng rồi, còn không may mắn gì nữa. Nhưng mà đại ca ơi, kéo cho em với, em nặng quá. Được, để đại ca kéo cho em, xem con cá to đến mức độ nào. Wow, nhìn con cá này to và đẹp thật, không biết con cá này là giống cá gì đây. Mồm to thế này chắc là cá ngão đại ca, miệng nó rộng thế này cơ mà. Ừ, công nhận con cá này, mồm của nó còn to hơn thân của nó luôn. Thôi, kệ nó, đi làm thịt thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại nướng cá bằng động cơ ô tô nha anh em. Nướng cá kiểu này ăn mắc phê luôn anh em ạ. Wow, có mùi thơm rồi, chắc là cá chín rồi đấy. Wow. Ôi trời, thơm thật anh em ạ. Bông ơi, chúng ta sẽ ngồi đây nhé. Đây, phần của em đây. Em ăn đi nào. Wow, con cá này trông vậy mà ngon thật. Ngon thật đại ca, ngon ngất ngây luôn. Hôm nay anh sẽ cho em ăn phần nhiều hơn vì em câu được con cá này đấy. Tất nhiên em phải ăn phần nhiều rồi vì em là sát thủ mới nổi trong làng giải trí câu cá mà. Bông à, anh thấy con cá mà hôm nay em câu được mồm rất là to, nhưng mà vẫn không to được bằng mồm của em bây giờ. Đúng vậy đấy, thì em phải mồm thật to thì em mới ăn được nhiều chứ. Ơ, cái con cua này, tại sao mày lại ở đây vậy? Thế mày không biết đây là địa bàn mới của tao à? À, cái con cua này, bướng thật đấy, để anh giải quyết chú trong một nốt nhạc. Đại ca ơi, đại ca, đến đây nào. Bông ơi, có chuyện gì vậy em? Đại ca ơi, con cua này dám bắt nạt em. À, có con cua này, tại sao dám bắt nạt bé Bông vậy? Ái chà, đau quá, cụ tổ ơi, đến giúp cháu với. Cụ tổ đây. Cụ tổ tới đây. À, hai cái thằng nhãi danh này dám bắt nạt cháu cua con à. Ôi trời, con cua to thế chứ đi. Thôi được, bắt luôn cả hai cụ cháu nó về. Làm thì thôi, Bông ơi, đi nào. Đây nhá, để hai cụ cháu cùng ở đây nhá. Cùng hít khói xe nào. Lại sắp sửa có món cua nướng để ăn rồi. Thèm quá đi. Ha ha, thơm thật. Bông ơi, được ăn rồi, ăn nào. Ôi trời, con cua này già, cứng thật. Cứng này, cứng làm sao được bằng đầu của anh. Này Bông ơi, em ăn xem ngon không nào. Đại ca, con cua này dai thật đấy. May mà răng em khỏe, không thì không nhai được mất. Bông ơi, em bảo dai mà em ăn nhanh vậy. Này, anh cho em thêm này. Dai thật nhưng mà răng em khỏe, em nhai được hết đại ca. Bông ơi, con cua này dai thế này mà em ăn không bị gãy cái răng nào à? Gãy làm sao được đại ca? Một ngày em đánh răng 10 lần cơ đấy.